Chương trình Veggie Cooking Show, tức là chương trình hướng dẫn nấu ăn chay với hộp giữa Sài Gòn TV và Hội Từ Bi Phụng Sự, xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ được chị Kim Liên, một thành viên rất là trung thành và thường trực của hội, và có lòng phát tâm bằng cách hướng dẫn chúng ta những món ăn chay để chúng ta có thể áp dụng cho đời sống hàng ngày, như chị là một người ăn chay trường. Mến chào chị Kim Liên. Chào thơ. Hôm nay báo bà ba xinh quá. Để không, mình về quê mình nấu ha. Cá kho thì mình phải mặc áo bà ba. Chị không nói hôm trước để mặc áo bà ba luôn. Hôm nay chị nói là món cá kho tộ, mà thay vì cá thì mình dùng, hình như thấy có một cái cà tím nằm đó, chắc thay cho nàng cá chúng ta phải không ạ? Thay cho nàng cá, tại vì cá ở đây thường thường là cá giả và không. Còn nếu mà kho tàu hủ thì nó cũng bình thường. Nhưng mà mình thì thích ăn cà tím, với lại cái này lúc nào làm show trên cooking show á, thì tụi này cũng có làm món này để bán, nên là nhiều người yêu cầu hỏi cái công thức món cà này. Thì bây giờ mình nói mình cà tím kho tổ, thì cái cà là cái chánh, cái cà tím là chánh, cái trái cà chừng ba lớn hoặc là nhỏ hơn cũng được. Thì mình làm một cái trên show mình làm ít để cho nó lẻ đó. Rồi mình dùng cái chánh là mình dùng nước mắm, đây là cũng dùng nước mắm Nam Âu. Nước mắm này làm ở tại Mỹ, tại California, mà tại Westminster nữa, thành ra ai muốn mua nước mắm liên lạc chị Kim Liên, đúng không ạ? Tại bây giờ chưa có nhiều nơi bán, phải không ạ? Thì mình cũng thấy nước mắm vừa ngon mà vừa healthy, cho nên mình muốn giới thiệu giúp mọi người, giới thiệu cho mấy cái nghề chánh của mình, cho nên mình hướng dẫn người ta để mua những cái nước mắm mà thường thường ở những cái nước mắm nước ngoài vô nó làm bằng muối rồi để hóa chất mùi màu, còn ở đây là cái gì cũng organic hết. Làm bằng cái gì chị? Bằng rong biển làm chị? Bằng rau củ quả, thí dụ cái mùi thì dùng rong biển, còn cái màu thì dùng củ dền, còn protein thì dùng đậu với lại đậu nành với lại khoai tây, còn những cái khác thì là dùng đủ thứ loại rau củ quả, chẳng hạn như nấm, rồi có cà chua, có củ dền, hỗn hợp lại. Thành ra mấy người này nghiên cứu cũng xin giấy phép của Mỹ rất là lâu, cả hơn một năm. Mà tốn kém lắm rồi chị. Rất là tốn kém, xin license rồi này kia, được FDA approve thì mình ăn cái này. Mình thấy an toàn mà ăn vừa ngon nữa, cho nên mình muốn giới thiệu tới cho các bạn. Và nếu quý vị muốn liên lạc thì gọi số điện thoại chị. Điện thoại của mình là 714-225-7279. Vâng. Dạ, cảm ơn. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm những sinh hoạt của Hội Từ Bi Phụng Sự, cũng liên lạc cái số của chị Kim Liên, để tất cả bây giờ cũng trở lại bình thường, tập thể dục, rồi dạy Phật Pháp, và cũng như là thiền, và những lớp nấu ăn chay mỗi tháng 2 lần. Vâng. Và bây giờ ngoài cà tím chúng ta sẽ... 2 tháng 1 lần. Mỗi tháng 2 lần. 2 tháng 1 lần. 2 tháng 1 lần. 2 tháng 1 lần. Một lần okay. Thì cũng có cả trăm người học viên, thành ra cũng sẵn ở đây thì mình mượn cái đài này cảm ơn tất cả các học viên đã tới đông đủ, lúc nào cũng ủng hộ, thành ra làm cho cái động lực của mình là phát tâm là muốn làm nhiều hơn, muốn phụng sự cho xã hội, để muốn truyền đạt cái ăn chay này cho tới tất cả mọi người. Bây giờ cái thị hiếu là họ ăn chay rất là nhiều. Vâng. Bây giờ mình giới thiệu cái thành phần. Thứ nhất là cà tím. Thứ nhì đó mình có cái đậu chickpea. Cái đậu chickpea là mình kêu đậu gà đó. Cái đậu gà. Cái đậu gà đó, thường thường là cái đậu gà là mình nếu mình có cái cách là mình mua cái đậu hột khô đó rồi mình luộc lên, luộc cũng cả nửa tiếng. Còn cái này á, đậu luộc trong sẵn rồi. Chợ Mỹ nó có bán, cũng organic hết, họ luộc là sẵn rồi. Cascadian Farm Organic Chickpeas. Đó, họ luộc sẵn rồi, mình ra rất là mềm, ăn nó béo, nó cũng giống như hạt sen lắm. Rồi cái này là gì chị nhỉ? Rồi cái đó là Hương Thơ giới thiệu đi, cái này là cái giống như thịt chay đi. Plant based ground beef là thịt bò chay. Thịt bò bằm chay. Thịt bò xay chay. Cũng là plant based, là tức là đồ thực vật không à. Mấy thực vật họ làm rất là ngon mà làm có dường như là yến mạch trong này. Chay này là phải nói rất là ngon luôn. Rồi thì mình cũng có cái hạt nêm nấm, mình cũng có tiêu, vài trái ớt để lên cho nó cay cay, cho nó yêu đời chút xíu. Rồi xì dầu ăn. Vài trái ớt. Vài trái ớt. Rồi. Để trước tiên để mình cắt cà đi ha. Cắt cái dao nhỏ này chắc được rồi. Mình cắt như vậy đi nè. Cái mình chẻ nó như vậy. Cái chỗ này nhỏ quá. Rồi đi đi. Đó. Ủa cắt nhỏ vậy hả? Cắt vụn vậy nhỏ hả? Đi, chứ không vậy. Làm giống như con cá à? Không. Kiểu đó làm rồi, bây giờ mình làm kiểu khác.
Này Hương tới cắt đi. Dạ, em cắt cho. Cắt vậy. Này hơi. Đó, vậy đi. Làm cho nhanh. Bữa nay làm nhanh cho cái anh quay phim nó đi về. Đây là mình để chút xíu dầu thôi. À, mình cũng có những cái chảo dầu á, để chừng 2 muỗng canh. Mình có cái chảo mà nó không dính á, mình bỏ lên mình chiên thì nó không hút dầu vô. Tôi thấy mấy chị nấu thường thường ít phi hành ha. Không có phi hành nhiều ha. Thì thường làm gì cũng phi hành phi tỏi. Ai muốn ăn hành thì cứ bỏ vô, hành bỏ vô thì rất ngon rồi, nhưng mà bây giờ mình ăn chay mình làm không có hành trước đi. Rồi ai muốn ăn hành cứ thả vô thì nó ngon hơn đó nha. Giỏi quá rồi. Nội trợ đảm đang. Cái này mình cứ mở lửa lớn, mình chiên cho nó vàng lên. Rồi mình có thắng đường giống như mình có kho cá. Không cần, tại vì cái nước mắm này với cái có chút dầu hào đó. À, nó ra màu luôn ha. Nó cũng ra màu. Mấy món ăn chay họ thường hay thắng đường giống như món mặn thì có món nào mà thắng đường màu, thắng màu, nước màu á? Tùy theo mỗi người chứ mình không có thắng gì hết. Mình có cái màu gì mình ăn màu nấy. Thắng đường thì nhiều khi nó phải cháy một chút. Nhưng mà cũng không cần thiết. Vậy mỗi ngày chị Kim Liên ăn chay, thưa quý vị, như quý vị biết là chị Kim Liên ăn chay trường thì mỗi ngày chắc chị phải thay đổi món ha. Món favorite của chị Kim Liên món gì ạ? Favorite là cá tổ nè. À, cá tổ đấy. Nhưng thường ăn này mày ăn với cơm hay ăn gì chị? Mình ăn với cơm trắng. Đây nè, hồi nữa thì mình sẽ có cái dĩa cơm trắng bên đây. Đó, đẹp không? Phải ăn kèm với rau, người ta nói hay cá kho phải có rau luộc. Hồi nãy chị kêu nói rau luộc mình thấy hấp dẫn quá, gồm có gì? Mướp hay bí luộc hay mướp luộc? Mình bắp cải không có thời gian, thành ra mình luộc thiếu loại rau mà xanh có lá hoặc là đậu bắp. Rồi thí dụ rau cải rồi này kia nó màu xanh đậm hơn chút đó. Rồi cái này là được rồi đó. Bây giờ mình tắt lửa cho. Để bây giờ bắt đầu mình kho, hồi nãy mình đổi qua cái nồi này thôi, đáng lẽ mình kho cái tổ nhưng mà cái tổ hơi nhỏ. Mình cho nó 3 muỗng nước. 3 muỗng nước lọc. Ok. 3 muỗng nước lọc ha. Mình đổ hơi lưng mình cho chị Ngọc xem. Rồi. Giờ mình cho 1 muỗng rưỡi. Ướt rồi. Đường nè. 1 muỗng nè. Muỗng rưỡi. Rồi mình cho nước mắm. Nước mắm 2 muỗng. Rồi, 2 muỗng nước mắm. Cho 1 muỗng dầu hào. Tiêu 1 muỗng cà phê. Ai ăn cay nhiều thì bỏ vô nhiều, mà tiêu đập dập dập mới ngon. Cái hạt nêm không hợp này nữa. 1 muỗng cà phê. Là tiêu hột xong mình đập dập ra thôi. Tiêu hột mình đập dập dập ra thôi. Ok. Đây là cái phần sốt kho, chỉ có như vậy thôi à. Đó. Là thay vì mình phải thắng nước màu phải không ạ? À? Mình làm cái này để thay với nước màu. Bây giờ mình cho cái đậu này vô. Cái này mình đông sẵn rồi 1/3 khắc. Rồi cái đó là giúp mình cho cà tím vô nữa là đủ rồi. Cái đó là cái gì, nhắc lại là cái này là gì? Cái này là giống như là thịt chay á. À, thịt của thịt Mỹ. À. Dạ, dạ. Cái này cũng mua ở trong chợ Mỹ. Ok, rồi. Đọc lại liều lượng nha, cái nước sốt ha. Là có... Đây là mình riêu lại. Nước sốt là 3-4 muỗng nước lọc đúng không ạ? Hay 3-4 muỗng nước canh nước lọc, rồi 1 muỗng rưỡi canh đường,
một canh dầu hào, một muỗng canh chua xay, một muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 cup đậu gà là chickpeas, 1/3 cup thịt chay xay và 2 muỗng canh dầu ăn. Và chừng nằm đỏ ớt, có ớt không? Nha ớt. Đây, bỏ mấy trái ớt lên cho nó hấp dẫn. Rồi mình cho nó một chút xíu nước nữa đi. Ủa ly nước đâu ra? Nó hơi thiếu nước một tí. Bỏ chừng một muỗng canh nước nữa. Nếu người ta muốn ăn sạch sạch thì cho thêm nhiều cũng được không ạ? Đấy, cá kho người ta cũng sạch sạch nước để chấm rau á. Mình kho phải lửa nhỏ xuống. Đây là quý vị đang theo dõi cách nấu món cà tím kho tộ thay thế cho cá lóc kho tộ món mặn, và cà tím kho tộ là món chay. Thường thường mấy cái bữa mà gây quỹ tụi này hay làm cái món kho này nè, bán rất là đắt hàng luôn. Lúc nào cái món kho hoạt này cũng kho hoạt hay là kho tiêu vậy cũng bán hết trước. Nó rất là nhanh không? Xong rồi á chị. Tại vì cái cà hồi nãy mình chiên nó đã chín rồi. Thì cái nước sốt này mình cho nó nhiều. Rửa riu riu thôi. Rồi. Ai muốn ăn nước á thì cái đĩa để mình đựng ha. Chắc nhà bếp cho xin cái đĩa ha. Đĩa không hay là để về? Để vá ra đĩa cho nó hấp dẫn chứ. Đáng lẽ mình có cái, nếu quý vị có cái tô sứ, cái tổ thì nó nhìn nó hay hơn. Nhưng mà tại cái tổ chúng tôi nhỏ quá nên phải đổi qua cái nồi. Rồi, thế là xong. Đổ ra đi. Đắt lửa nha. Đây là món cà tím kho tổ. Hấp dẫn. Đây giống như kho quẹt chứ không phải là kho nước ha. Thơm lắm quý vị ơi. Rồi. Đây ta cho ra mấy cái trái ớt lên trên. Ở đâu? Đây nè, trong này mình rắc nó lên ta. Trời, cái mùi tiêu hấp dẫn quá. Ở Việt Nam thì mình có cái tiêu xanh đó. Cái tiêu xanh nó kho rất là ngon. Để nguyên chùm vậy đó. Rồi, bày trước mặt cho quý vị nhìn thấy. Ăn với cơm trắng. Hoặc là bữa nay không có thời giờ, có thời giờ mình làm cái cơm cháy đó, ăn với cái quạt này. Ồ, tôi thích cơm cháy lắm. Thưa quý vị, chị Kim Linh vừa hoàn tất món cà tím kho tộ. Đây là cái món mà chúng ta có thể ăn kèm với rau luộc. Thưa quý vị, thích món rau nào thì cứ luộc rau đó. Mà chị Kim Linh khuyên là chúng ta nên ăn những cái màu sắc nó đậm, như rau nó màu xanh đậm nó tốt, nó có nhiều vitamin hơn phải không chị? Đậu bắp, cải ngọt. Rồi rau muống này kia mình có thể mình luộc nè. Và món này có thể ăn với rau hoặc với cơm. Và quý vị cũng có thể ăn với cơm cháy. Rất là hấp dẫn. Như cơm cháy hấp dẫn đó. Dạ, bây giờ Hương Thơ sẽ... Có người thì là ăn với bánh mì nữa kìa. Hương Thơ sẽ thử cái món này coi ha. Còn tí đậu pica chickpea, rồi một tí thịt bằm này ha. Mình cứ nói thịt bằm thì là gì? Thịt bằm cháy. Và một tí cà tím. Giờ ăn cà tím trước nha. Trời, này phải ăn với cơm mới được. Cái vị này. Ăn cơm không? Ăn cơm đi. Thôi ăn cơm lát đem sau nữa. Hết lỡ. Anh cameraman cần phải đi về. Cái chickpea nó bùi quá không? Ăn giống bùi như... giống như hạt sen. Rất là ngon quý vị ơi. Quý vị phải làm cái món này mới bằng được. Chickpea nó bổ, nó protein nó gần như thịt bò luôn á. Hơn đậu nành nữa. Trời ơi, ngon quá. Hôm nay Hương Thơ sẽ về làm món này ngay. Vừa nói mà... Làm hôm nay chụp hình gửi lại nha. Và sau đây là Hân Hạnh giới thiệu quý vị món cà tím kho quẹt hả chị? Cà tím kho quẹt. Kho tổ đi. Tại không mất cái tổ rồi. Cái tổ. Cái tổ nhỏ quá không có vừa. Và quý vị, đây là cái món mời quý vị thưởng thức. Và mọi thắc mắc và về món ăn hay là góp ý, xin quý vị gọi liên lạc với chị Kim Liên ở số điện thoại. Điện thoại của Kim Liên là 714-225-7279.
22572279. Và dạ, nếu quý vị muốn mua nước, muốn tìm chỗ nào mà bán nước mắm này đó, mắm chay này nè, cũng gọi cho Kim Liên luôn. Chị sẽ hướng dẫn quý vị, và chị cũng giúp đỡ nhiều, giới thiệu quảng bá nhiều cái món nước mắm chay rất là ngon để cho chúng ta có thể pha chế trong những cái món ăn chay, và để chúng ta có thể thực hiện ăn chay trường nếu được, hoặc ăn chay đôi, ăn chay đơn. Chay đôi, chay đơn, chay đẹp, chay đôi, chay đơn đẹp là chay trường. Ăn bữa một ngày, ăn một ngày ăn một buổi. Chay đôi là ngày ăn hai buổi. Chay đẹp là ăn chay trường luôn đó. Ăn chay đẹp là... thì nói mà nói thành tiếng Nam nó ăn ăn chay đẹp. Ăn chay đẹp. Vâng, đó là chương trình Veggie Cooking Show giữa được phối hợp giữa Sài Gòn TV và Hội Tử Vi Phụng Sự và chị Kim Liên, như chị Hồng Vân là hai khuôn mặt, hai đệ tử của thầy mà rất là có lòng đã thực hiện những cái món ăn chay này để giúp chúng ta có những cái sự thay thế những thức ăn hàng ngày và tập nấu ăn chay để tốt cho sức khỏe, tốt cho tâm linh. Cảm ơn chị Kim Liên và hẹn chị vào chương trình kỳ tới nhé.